tháng lắp đặt điện máy. Hôm nay rất vui được cùng bạn lắp đặt TV UA43L5510 TV Full HD của Samsung. Giá tại của sản phẩm là 7 triệu đồng chẵn. Mình cùng bạn kiểm tra email và ngày tháng sản xuất của TV nhé. Ở bên ngoài vỏ hộp của mình, đây là mặt sau, mình có chữ bách là mặt sau. Các cái tính năng ưu việt, đây là Smart TV nhé, mình có thể bắt được số mặt đất này, tra cứu bảo hành, kích hoạt bảo hành này, 6060. Bên này của mình là email của sản phẩm, đây là model là UA43L5510 và email của sản phẩm của mình kết thúc bằng đuôi 384. Mình cùng mở hộp kiểm tra xem bên trong có những phụ kiện gì kèm theo nhé. Mình có một tờ giấy hướng dẫn lắp đặt sử dụng này. Một cái chân thì có 3 mạch, chân của 5510. Lần thứ hai chân của mình 3 mạch. Ok. Toàn bộ phụ kiện đi kèm theo của TV 43L5510 của Samsung. Mình có một dây nguồn này, một cái ốp bắt chân đây, và hai cái chân của mình, cái bộ này. Đây là cái chân đế của mình này. Một điều khiển, một đôi pin, hai rắc cắm, một AV vàng trắng đỏ, một bộ compalen của mình là xanh đỏ, hai màu vàng và xanh. Một sách hướng dẫn sử dụng, bốn cái lởi nhựa để lấy thăng bằng TV khi mình treo tường, 8 con ốc và một giác găng tay. Đây là toàn bộ phụ kiện đi kèm theo của TV. Mình bắt đầu lắp đặt nhé. Đây là tổng quan giao diện mặt sau của TV 43L5510 của mình. Mình đi vào chi tiết nhé. Ở bên dưới của mình là hai loa của TV. Mắt thần ở đây, một mắt thần là nút tắt bật luôn. Rồi. Bên trên của mình có bốn cái con ốc ở đây, là bốn ốc treo tường. Rắc cắm nguồn, bốn con ốc treo tường thì vì sao mà phải cần đến bốn cái nhựa này? Tại vì ở dưới của TV dày. Ở trên thì mỏng. Bốn cái con nhựa này là để lấy cái mặt phẳng thăng bằng cho TV của mình. Ok, từ đây đến đây là một mặt phẳng để mình treo cái TV này nhé. Bên hông của mình thì có các cái kết nối của TV và thông số của sản phẩm thì nằm ở đây. Mình có kiểu đây, kiểu sản phẩm đây là UA43L5510, như là model của sản phẩm đấy. Và bắt được số mặt đất này, email của sản phẩm này, đuôi là 384L đó, và một số chăm sóc khách hàng miễn phí của Samsung 1800588889, được sản xuất vào tháng 5 năm 2019. Mình có một số các kết nối của mình nhé. Mình có hai cổng USB và ba cổng HDMI, trong đó HDMI 2 là ARC, có thể đồng bộ tiếng từ TV xuống loa đầu dàn, các loa đầu dàn điện tử đến mới bây giờ. Một cổng LAN dùng để cắm dây internet hoặc là mình có thể dùng wifi. Hai cổng AV và compalen, AV màu vàng, compalen là màu xanh. Đây. Nếu mà mình dùng video thì mình chỉ cần dùng cái dây màu vàng cắm vào đây. Đây là bộ video của mình, vàng trắng đỏ, vàng là hình, trắng đỏ là tiếng,
Còn nếu mà mình có thể dùng thêm cái chuẩn compliant của mình là vàng này, vàng xanh đỏ. Đây là bộ compliant của mình. Mình có thể dùng một trong hai chuẩn tùy thích nhé. Một cổng lấy tiếng từ tivi xuống loa đầu dàn này bằng cổng quang, một rắc anten. Mình bắt đầu lắp chân nhé. Hai cái lẫy lắp chân của mình này, bốn con ốc để vặn chân vào. Đây là hai lửa đế của cái chân của mình. Mình có một cái lẫy nhá. Đây một cái lẫy ở đây và một cái lẫy mình nhét vào đây. Mình để hơi chéo cái chân nhá, bạn nhìn cái chân để hơi chéo làm sao vừa lẫy này. Xong bẻ lên như này. Đây. Để chéo và bẻ ngược lại. Đây mình đã được, đây là đế của cái chân của mình. Và cái đây là cái phần ốp của tivi nhá. Thì mình cắm vào đây. Mình cắm vào cái lẫy nhỏ nhỏ này này. Đây, cắm vào đây. Rồi. Mình bắt bốn con ốc vào đây để giữ cái này lại thành hình một cái chân. Đây, mình vặn con ốc hết cỡ vào như này nhé, cho nó ngập hẳn vào trong như này, ngập hẳn vào bên trong. Và đây là hai cái lẫy bên trên của mình đây, hai cái lẫy này của mình cắm vào đây. Để lắp được cái chân này nhé, thì bạn hơi, đây, bạn nhìn cái chân này không? Đây, để lắp được vào lẫy, thì bạn sẽ hơi nhấc cái chân này hơi chếch lên trên như này. Đây, cắm nó vào đây trước này. Đấy, và đập vào. Đây, cắm. Và đặt nó xuống. Xong rồi. Bắt bốn con ốc vào luôn. Xong rồi. Trước khi đi vào cài đặt thì mình chỉ qua bạn về cái điều khiển của tivi Samsung của mình nhé. Hôm nay làm bằng màu trắng luôn, cả tivi cả điều khiển màu trắng. Trắng rất là đẹp luôn. Đây là mặt sau của cái điều khiển của mình. Mình có một cái mũi tên ở đây, mình hơi ấn xuống và hơi đẩy về phía đằng này. Pin mình lắp theo chiều âm dương nhé. Mình lắp xong thì mình kiểm tra tín hiệu luôn. Đây là giao diện mặt trước cái điều khiển của mình. Mình có nút tắt bật ở đây và các cái nguồn phát của mình ở đây, các cái đầu HD, TV, tất cả các cái nguồn phát của mình bấm nút này sẽ chọn về cái nguồn phát mình cần tìm. Phím chọn kênh trong truyền hình cáp hoặc là số mặt đất nhé. Tăng tiếng này, giảm tiếng này. Nên xuống một kênh trong truyền hình cáp thôi. Im lặng. Phím home là để vào dùng cái tính năng smart của TV này đấy. Khi mình bấm phím home thì mình dùng được cái bộ phím là lên xuống trái phải ok. Setting là để cài đặt hình ảnh, màu sắc, âm thanh, cài đặt mạng tất cả ở đây. Hoặc bấm phím home cũng có đầy đủ hết. Hết tool để quay lại một lần, exit để thoát hết nhé. Các cái nút này để đồng bộ với dàn của Samsung thôi. Đây là giao diện chính của TV khi mình bật lên lần đầu. Mình bấm ok để tiếp tục nhé. Hoặc bấm nút sang bên phải đây, nút bên phải là lúc này. Mình bấm sang phải để tiếp tục. Mình chọn ngôn ngữ của mình chọn tiếng Việt, ok. Mắt thần TV nằm ở đây nhé. Quốc gia của mình là châu Á, châu Âu. Mình ở đây mình đã có lối anten ngoài trời. Mình bấm tiếp theo. Mình chọn vì là anten ngoài trời nên là mình chọn là digital, đây dòng này. Còn nếu mà cáp thì mình chọn là analog. Mình chọn là digital và mình bấm tiếp theo ở dưới này. Hoặc là bấm tiếp theo trên này, bấm nút sang phải cũng có thể là tiếp theo, hoặc là bấm ok như thế này. Wi-Fi là gì anh? Và mật khẩu là gì anh? Dương. Dương chữ nhỏ đấy ạ. Và ở đây là mạng gì đây? VNT. VN. Không có FPT Viettel. Có nhưng mà
sau này mới có. Thế là dùng từ ngày xưa rồi. Wi-Fi mình đã kết nối không dây rồi, mình bấm tiếp theo. Và các cái điều khoản và chính sách của Samsung mình có thể đọc ở đây, xem chi tiết ở đây. Đấy. Khi mình đồng ý các cái điều khoản này thì mình mới được sử dụng cái tính năng Smart TV, tức là kết nối với Internet. Mình bấm vào tôi đồng ý tất cả và bấm OK. Xong rồi, ở đây mình có thể đăng nhập tài khoản của Samsung để cài các cái app trong cái kho ứng dụng của Samsung. Nhưng mình không muốn cài đặt cái gì cả, mình không cần đăng nhập luôn. Bấm bỏ qua, hoặc là bấm OK, bỏ qua đấy, bên phải. Ở đây mình đã dò được 159 kênh của số mặt đất nhé. Và trong 159 kênh này thì chỉ xem được khoảng vài chục kênh thôi. Còn đâu là các kênh có phí mình không xem được, chỉ xem được các kênh miễn phí thôi nhé. Mình bấm tiếp theo. Mình đã có hai kết nối này, cáp TV này với lại Wi-Fi này. Mình bấm tiếp theo. Mình chọn các cái ứng dụng ở ngoài hình nền này. Mình có thể chọn thêm nhé, Apple TV này, không cần đâu. Thôi mình không cần gì cả. Chọn thêm cái dinh này, nhạc này thôi. OK, mình bấm hoàn thành này. Bấm OK để hoàn thành. Mình đã cài đặt xong rồi. Vậy là mình đã cài đặt xong TV 43L5510 của Samsung rồi. Mình chỉ bạn cách kiểm tra email và thông tin của TV nhé. Mình bấm phím Home, trên điều khiển mình bấm phím Home. Trong phím Home thì mình sang cái dấu 3 chấm bên này. Mình có cái bánh răng cài đặt ở đây. Bánh răng cài đặt của mình ở đây. Đây. Mình chọn OK. Trong OK đây, mình có thể xuống là dòng là hỗ trợ của mình ở đây. Đúng không? Cuối cùng vào hỗ trợ. Trong hỗ trợ thì vào phần giới thiệu về chiếc TV này. Đây là thông tin của mình. UA43L5510 và email của mình là kết thúc bằng cái đuôi đây 3384, trùng với vỏ hộp, trùng với đằng sau thân máy và trùng với phần mềm. Như thế này thì mới là một cái TV nguyên bản. Còn bảo hành của Samsung thì mình bảo hành 2 năm toàn quốc nhé. Mình quay lại luôn, bây giờ chỉ bạn cách reset cái TV này luôn nhé. Mình bấm cái Home trên điều khiển này, bấm sang bên trái vào bánh răng cài đặt. Đây bánh răng cài đặt ở đây. Mình chọn OK. OK mình xuống hỗ trợ. Trong hỗ trợ mình vào tự chuẩn đoán. Trong tự chuẩn đoán mình bắt đầu bấm xuống reset. Và mật khẩu của mình để reset là 410. Sau khi bấm 410 vào TV sẽ reset về mặc định như ban đầu. Và mình có thể cài đặt lại từ đầu như mình vừa làm nhé. OK này. Mình chỉ bạn cách vào Internet và TV này luôn nhé. Mình bấm phím Home trên điều khiển. Đây là giao diện chính của mình. Khi mình bấm phím Home, đây là cái dòng các cái ứng dụng của mình ở đây. Đây là YouTube này, và đây là Internet này. Và mình còn có một cái kho ứng dụng ở đây nữa, cái kho APP này này. Những cái kho ứng dụng này của bạn thì bạn phải đăng nhập tài khoản của Samsung vào để dùng thêm nhé. Mình vào luôn YouTube. Cách kiểm tra cái TV này là Full HD hay là 4K hay như nào đấy thì mình chỉ bạn luôn cách kiểm tra nhé. Ở đây là mình có thể đăng nhập Gmail tài khoản của mình không dùng, mình bỏ qua luôn. Lên cái phần tìm kiếm của mình ở đây. Mình tìm kiếm nhé, Thắng lắp đặt điện máy. Đây là nội dung tìm kiếm theo cái, đây là các cái video hiện ra theo cái nội dung tìm kiếm của mình là Thắng lắp đặt điện máy. Và mình có thể chọn một cái video bất kỳ ở đây và xem. Cách mình kiểm tra cái TV này là TV, độ phân giải của TV như nào nhé. Thì mình vào trong YouTube rồi, mình bấm phím OK trên điều khiển. Đấy, mình sang cái dấu 3 chấm bên này. Trong dấu 3 chấm mình sẽ bấm vào cái phần là đây, thống kê chi tiết. Đây, mình có thể nhìn thấy đây là cái TV của mình.
là TV Full HD thể hiện ở đây. Và mình cũng đang phát ở chuẩn Full HD. Mình muốn quay trở lại về TV để tắt. Mình muốn quay trở lại về TV hay các nguồn phát nhé. Thì mình bấm luôn phím Home. Phím Home mình ngôi nhà đây này. Đấy. Các bạn về cái dấu mũi tên ở đây. Cạnh cái cài đặt, đây mũi tên này. Trên này là các cái nguồn phát của mình, ví dụ mình cắm HDMI hay là TV anten làm ở đây hết nhé. TV trực tiếp đây, chính là TV của mình. Đây là toàn bộ hướng dẫn của mình về TV 43L5500. Đây là toàn bộ hướng dẫn của mình về TV 43L5510 của Samsung TV. Đây là toàn bộ hướng dẫn của mình về TV 43LU. Đây là toàn bộ hướng dẫn của mình về TV 43L5510 của Samsung. Bạn like và subscribe ủng hộ kênh của mình nhé. Mình là Thắng Lắp Đặt Điện Máy. Và nếu có cái câu hỏi gì thì bạn để lại ở phía dưới phần bình luận nhé. Mình sẽ trả lời bạn vào các buổi tối trong ngày.